ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខណៈឥទ្ធិពលព្យុះត្រូពិចខានុនអាចនឹងបាក់ដីនិងទឹកជំនន់ ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហានេះដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខណៈតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសជប៉ុននិងជួបគ្រោះធម្មជាតិស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅធ្វើការនិងសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនថាទីភ្នាក់ងារជាតិអូតូនីយម
nâng xì cụ cú, hỏi ai nâng bật đào ở miền phương thế lẽ nơi phần này chọc mà hà sớm mất Pacific phòng đầy. Anh nhà thâu có ban chênh dịch ở đây bảo miền bẹp bọn nâng ca rồi ở bạc đấy, tật chùm nốn, cho con trác, nâng rồi lọc phục phúc phòng đầy. À sợi hẹp ní, sẵn ách ở kẻ ở rịch tụt Campuchia, bà chăm bà tế chụp bốn, sẵn ai bông bà ôn bà chìa bà rọt khám ái đai cầm bông tài rù nơi đầm bọn khẳng lớ, miền ca bông bà giật phú, hai nâng tạm đán nâng sẵn đắp ca nai nuông rồi bỏ ở nhà thổ. Chắc xong chùm rịp chùn phong đài thác, khăn ông cả đàn này bóng bóng từ tù bàn bò đầm miên ông bí bò rọt khám mai dưỡng đại rốt phòl bạc bố. Xong mê ta chùn đầm nâng một sản tù chìa bần tuần, ta mở dạy tổng bò Facebook sản tún Royal Embassy of Cambodia in Japan, rước ta mở dạy lấy tù rửa sắp xôn 8 xâm, 6 xâm 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 6